Hello chào tất cả mọi người, tới với kênh của Slipper các bạn ơi. Hôm nay mình được mời đến một cái du thuyền mang tên Titanic để mình đi khám phá nha mọi người. Và bây giờ hôm nay là cái công việc đầu tiên của mình là mình đi tìm các mật mã để có thể giải được cái ổ khóa này. Mà bây giờ thì mình cũng chả biết cái mật mã nó nằm ở đâu hết. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với... Oh my god! Vừa nói là không thấy cái mật mã nằm ở đâu hết thì nó nằm trước mặt mình đây. Cái số đầu tiên của mình là 610. Và chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua đây một cách dễ dàng nhất. 610. Không. Yeah, cánh cửa đầu tiên của chiếc du thuyền này đã được mình mở ra được rồi. Yeah, ở đây có rất là nhiều phòng nha mọi người. Get your các bạn ơi, ở trong cái du thuyền này rất là hiện đại luôn. Nó có rất là nhiều chìa khóa bằng mật mã, chìa khóa điện tử nha mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với căn phòng số 2. Không biết là trong căn phòng số 2 này thì mật mã nó nằm ở đâu đấy. Bây giờ mình sẽ đi một vòng cái phòng này nha mọi người. Wow, ở đây có một cái bình chữa cháy luôn. Và mình cũng chả biết là cái mật mã nó nằm ở đâu hết. Hay là nó nằm ở dưới này. Số 3 hả? Mật mã là số 3 hả ta? Trời ơi, cái mật mã nằm ở đâu? Sao mình vẫn chưa thấy nè? Oh my god, sao mà khó vậy nè? À các bạn ơi, mình đã thấy cái mật mã rồi. Có số là 527. Yeah, mình chính là vua mở khóa nha mọi người. Get go. Yeah, chúng ta đã vượt qua step 2 rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với step 3. Wow, ở dưới biển này có rất là nhiều cá mập ở dưới luôn. Đây là cái ngày trước khi Titanic bị chìm nha mọi người. Và bây giờ chúng ta đang tìm một cái mật mã nó sẽ nằm ở đâu đấy. Wow, ổ khóa đây mà mật mã nằm ở đâu? Yeah, oh my god, sao mà dễ vậy ta? 353 chính là mật mã của cái phòng tiếp theo. 3, enter. Wow, chúng ta đang ở bên hông cái bon thuyền nha mọi người. Không biết là có cá mập để mình câu không biết nữa. Và mình chính thức sắp sửa đi vô cái map thứ 5 rồi nha mọi người. Get go. Và mật mã đâu ta? Mình đang tìm một cái dấu hiệu để chứng tỏ là cái mật mã nó sẽ nằm ở đâu đây. Ủa mày có... À thấy rồi mọi người ơi. 690 chính là cái mật mã nha mọi người. 690 enter. Vô. Và bây giờ chúng ta đã đến với một cái nhà hàng nằm phía bên trong con thuyền này. Sorry, we close, có nghĩa là chúng tôi đã đóng cửa rồi. Ở đây có rất là nhiều nước tăng lực luôn. Uống vô cái này là khỏe như trâu luôn á. Và không biết là cái mật mã nó sẽ nằm ở đâu đây. Có WC nè. Trời ơi, mình mắc đáy quá mọi người ơi. Bây giờ mình cần đi đáy thôi. Mật mã đâu rồi để mình có thể thoát được khỏi chỗ này đây. À các bạn ơi, mình chính là vua mở khóa mà. Thì bất cứ cái chỗ nào thì mình cũng có thể tìm được cái mật mã thôi. Oh my god. Càng ngày càng khó nha mọi người. Không biết là cái mật mã kia nó sẽ được giấu ở chỗ nào. Trên nóc nhà cũng không có luôn. Vậy là mật mã ở đâu? Oh my god, trời ơi. Bây giờ mình sẽ quan sát thử ở phía bên dưới. Bây giờ mình sẽ quan sát thử phía bên dưới những cái bàn nha mọi người. Không biết là có mật mã nằm phía bên này không? À, các bạn ơi, mình đã tìm ra được cái mật mã rồi nha mọi người. Nó nằm đằng sau cái chỗ bán tăng lực. Đây, 945. Nãy giờ mình tìm không ra. Nó lừa mình mọi người. 9445. Let's go. Chúng ta sẽ tới với step thứ 6 nha mọi người. Let's go, cái này dễ mọi người ơi. Người ta mời mình tới đây để mở tất cả các cái cửa của cái tàu Titanic trước ngày nó bị đắm. Trời ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái mật mã tiếp theo. Không biết là mình có tìm được hay không. Oh my god, ở đây có một cái thang máy nè mọi người. Cái thang máy không sử dụng được. Wow, mình chắc chắn là cái mật mã nó sẽ giấu đằng sau những cái thùng này. Và không biết là cái thùng này có hay không. Không có luôn mọi người ơi. Trời ơi, bây giờ mình phải cần phải quan sát rõ ràng nhất có thể nha mọi người. Nó có thể nằm ở trên nóc nhà và có thể nằm ở bất cứ nơi nào mà các bạn không chú ý. À các bạn ơi, mình đã thấy rồi, mình đã đoán đúng mà. Cái mật mã nó chính xác là nằm phía sau cái thùng này. Yeah, chúng ta sẽ thấy số thôi. 3594. Đơn giản đối với mình mà. Wow, sắp được rồi mọi người ơi. 3594. Enter thôi. Yeah, chúng ta đã vô được stage 7 rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ... Ui, bạn ơi, bạn có tìm được mật mã chưa? Chắc chắn là cái này rất là khó. Ai chà, mình đã thấy rồi. 5561 các bạn ơi. Nếu như mà các bạn đi mà các bạn không để ý ở trên trần nhà thì các bạn sẽ không bao giờ tìm thấy được cái mật mã đâu nha mọi người. Nó có số là 5561. Wow, trời ơi, sao mình đúng là thợ phá khóa thiên tài luôn á. 5561. Yeah. Yeah các bạn ơi, và bây giờ chúng ta đã đến với step thứ 8 rồi. Và chúng ta sẽ đứng đây tập trung và nhìn quan sát một vòng ở đây. Bất cứ chỗ nào ở đây cũng đều khả nghi hết nha mọi người.
Các bạn ơi, thì bé này vẫn chưa tìm được cái mật mã, nhưng mình sẽ chỉ cho mọi người biết mật mã ở đâu. Chính là ở trên đầu mình. Đó mọi người ơi, nó dán thẳng ở trên đầu luôn. Mà tìm cũng ra thì cũng mệt á. Đó, đây nè, trên đầu nè, trên đầu nè. Thấy chưa? Số máy 6832. Chắc là chiều nay mình quay xong á, mình làm con lô 6832 nha mọi người. Mình bao lô luôn. 6. Ra bé ơi, cho anh ứng nè. Kết giao. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái khu trò chơi rất là lớn luôn. Không biết là cái mật mã nó sẽ nằm ở đâu trong cái khu trò chơi này. Mình cảm thấy là nó dần dần đang khó dần nha mọi người. Oh my god, vừa điền cái là thấy mật mã nè, 4801. Và chúng ta sẽ luôn số đó ở trong đầu mình. Để mình chỉ con bé này cách tìm mật mã nè. Đi em ơi, đi theo anh nè em ơi. Ở phía dưới này nè. Em ơi, mình không biết nó ngu thiệt hay là nó ngu giả nữa. Đi theo đây, qua đây, qua đây, qua đây. Trời ơi, nó ngu thiệt mọi người ơi. Bây giờ mình phải nhìn lại cái mật mã chứ mình quên số mất tí rồi. 4801. Và các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái stage cuối cùng trong việc tìm cái mật mã này. My god. Enter. Yeah, và mình đã làm được rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với stage cuối cùng. Không biết là cái mật mã nó sẽ nằm ở đâu trong những cái vị trí ở đây đây. Không biết nó nằm ở trong phòng hay không biết nữa. Ai, các bạn ơi, các bạn đã thấy cái mật mã chứ mọi người. 8586, nó nằm phía sau cái bình chữa cháy nha mọi người. Đó, 8586 quá là rõ ràng luôn. Wow, để mình sẽ trợ giúp con nhỏ này. Ê, bạn ơi, ở phía đằng sau này nè. Đây, đây, đây. Đây, đây, đây. Đây. Đó, thấy chưa? Thấy chưa má? Cảm ơn tôi đi má ơi. Mình là một con người hết sức là tốt nha mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ đến đích thôi nào. 8586 chính là cái mật mã của trò chơi ngày hôm nay. Thế nào chiều nay mình về mình cũng bao lô 8586 luôn. Yeah, các bạn ơi, mình đã tới một cái hồ bơi rồi, nằm phía trên con tàu luôn. Yeah. Và mình đã thành công trong việc giải khóa cho cái map này rồi.